luân về, hoàng thượng có lệnh đào bới khắp nơi, tìm khắp mọi chỗ, tìm nhiều thục nữ vừa đẹp vừa xinh, tài sắc vẹn toàn đem vào trong cung, để khi ổng rảnh ổng mới ghé thăm đó nha. Tay dòng chung kết tìm được hai cô thật là hoàn hảo, ta mệt quá rồi, nói cho nó khỏe. Cho mời gian cô nương nào. Vô đây. Khó đi quá phải không? Ôi đừng lên hoàng cung, sao khó đi quá vậy nè. Trời ơi đâu phải dễ đâu, để nhiều cho. Dạ. Mới mời có một cô thôi mà. Đây là dạ cô nương mà sao vô chi vậy? Là người bên ngoài kia. Tự nhiên nghe kêu dạ có chạy vô. Ai kêu vậy? Ai kêu vậy? Ai biết quỷ nào kêu dạ mới chạy vô. Ta kêu là dạ cô nương, chắc cô nương dạ nên nàng tưởng là kêu nàng cái gì. Nàng hiểu không? Dạ này là dạ với họ, dạ là dạ, ý là bảo là dạ chứ không phải gọi nàng. Dạ con đó. Dạ đây là dạ chứ không phải là lui ra ngoài, cứ kêu lại. Chạy ra lại. Ta truyền mới vào, nghe không? Dạ cô nương vào. Trời đất ơi. Cái gì mà con gái đi không có dịu dàng gì hết trơn gì dạ cô nương. Đâu, đi ra trước đây. Dạ cô nương xin ra mặt tiểu công công. Đàn ông hay đàn bà vậy? Sao có tiếng đi ghê quá vậy? Mới ca ca bị đà rồi. Công công ơi, hai chị em con mới ở bển về. Con là hoàn thành rồi, còn đây đang trong quá trình chưa xong. Kỳ quá, kỳ quá. Dễ thương. Ta thấy bắt đầu nhũn não rồi. Tội nghiệp cho hoàng thượng. Hai nàng có biết là trong hàng ngàn thiếu nữ mới chọn được có hai nàng. Hai nàng thật là may mắn, hiểu chưa? Dạ. Nè. Hàng ngàn thiếu nữ ở đâu vậy công công? Có hai bọn con từ vòng ngoài đến vòng gửi xe đến vòng chung kết cũng có hai bọn con à? Hôm qua xếp hàng hết trơn á, hôm đầu có một mình con thôi, rủ mãi con này nó mới đi cùng á. Cái gì vậy? Đứng về cho đàng hoàng coi. Rảnh quá không có gì làm trượt cho nó vui đúng không? Trời ơi, ta vừa mới vừa mời đâu đẹp. Thích cái môi này hả? Thích à. Vô gặp Phi Phi thái giám đi nha, ổng vẽ cho mấy cái. Cái gì vậy? Có lâu lâu quay qua nhìn mặt công công hết hồn. Khi hai nàng nếu được tuyển vào cung đó thì hai nàng được mơ ước những gì, nói cho thái giám ta nghe coi. Em chỉ mơ ước vào cung được ăn yến. Yến đắt tiền, tỷ chưa được ăn từ nhỏ. Còn dạ cô nương? Dạ. Nàng thích cái gì? Chỉ ước mơ được làm hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu hả? Dạ. Mội à, mội không cần ước mơ đâu. Mặt của mội già ngang hoàng thái hậu rồi đó. Mấy đứa đẹp bay vô diêm thôi. Nói cho hai nàng biết, khi vào được trong cung, nội quy trong cung rất là nghiêm khắc. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Nếu phạm vào nội quy của hoàng cung, hai nàng sẽ đánh. Đừng có kéo, cái chân nó ta đang đau đó. Là muốn chết hả? Đứng lên cho đàng hoàng. Dạ, xin lỗi công công. Dạ, có thi gì thi lẹ đi chứ bắt đứng hoài mệt quá. Cho mời Phương Mỹ Chi. Ủa không phải, Phương Cung Phi. Thấy chưa? Đó lên đây á. Bỏ đi. Sao mà được. Ở đây là cái long thai. Đầu tiên là hai người phải quỳ xuống. Cái đó là cái long nhám. Cái gì? Bà rảnh quá.
Long nhãn là con máu, từ từ đi, đứng yên tôi nghe. Long nhãn với xuống lái thiêu mua. Còn bây giờ Công Công với chỉ cách mà quỳ xuống để chào Long Thai, đúng không? Được, coi ta mà học hỏi nha. Khi gặp hoàng thượng mặt phải dịu dàng và cung kính ra mắt vua. Cái mặt dịu dàng, còn cái mặt này mặt chị. Ta làm lại, mặt dịu dàng ra mắt hoàng thượng. Long Thai, Long Thai, cái đó mới là cái phủi bụi thôi, sau đó mình quỳ xuống là mình phải lên tư thế bồ câu. Có thể làm thử cho hai nàng nó xem được không? Đây, bồ câu đây chứ đâu. Im lặng nghe nè. Vô nha, phải cung kính đầu tiên là phủi hết cái bụi trần, bụi hết từ trên xuống dưới. Mong rồi sau đó tao quỳ xuống, tao quỳ xuống và tao lên tư thế bồ câu. Đâu, làm thử cho ta coi. Em tưởng đó là cái tư thế mà thằn lằn chết đuối chứ. Nào làm đi, nhanh lên. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng. Cái gì vậy? Phủi bụi chậm đi. Bụi này, bụi quá, bụi quá. Trời ơi, Kim Tuyến nó văng quá. Bồ câu này. Tạm được rồi, nằm im nó đi. Dạ cô nương mời. Tôi thấy đầu tiên là phổi bụi chứ gì. Trời ơi, cái bà này hỗn hào, ta lên kia đã, ta mới tránh cái nó là chứ không là. Ôi, con gái chị ơi, em đi theo với. Mang quả. Con này nó ngáo vào đây bây giờ á. Thôi đưa mày nó đi, ta chuẩn bị tao quỳ đây. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rất thông minh, rất thông minh. Thôi đứng dậy đi. Hả? Con này thái giám ơi, sao nó mặc một cái quần tập ở trong cái váy. Em đã tóm được nó rồi. Thôi bỏ đi. Khoan, bỏ đi. Sao dám mặc một cái quần tập trong cái váy? Hình phạt ghê gớm nhất trong cung từ đó đến giờ đó là diệt hương cung phi. Em biết rồi, như nội quy. Và vua đã xử một hình phạt rất kinh khủng. Đó là gì? Tước đi hai đôi guốc của Diệt Hương và giao cho lãnh cung để nàng lùng suốt đời. Khủng khiếp quá. Trời ơi, hai nàng hãy nhớ, chuẩn bị thi bắt đầu. Bài thi đầu tiên của chúng ta đó là bài thi Công Dung Ngôn Hạnh, và trong đó thì có một bài múa lụa. Để mà thể hiện cho hai người biết phải múa như thế nào cho nó đẹp nhất thì xin mời Công Công đi ra đây để thị phạm cho hai em nó coi. Lên trước đi. Thôi chị lên trước đi. Thôi muội lên đi. Thôi chị lên đi, bằng ai hiểu biết nữa. Ơi, lên đi chị ơi. Công Công à. Đi đi, đi đi. Nha. Hay là tổn thương quá đi. Bắt đầu. Quét bụi nè. Quét nhà nè. Cái gì vậy? Sạch vào nè. Thôi này sơn sơn. Trời ơi. Nhưng mà nó có tố chất ta đang cần. Ok, được. Có sáng kiến. Múa dưới sàn. Đến đây đó. Ủa tiếp rồi à? Đừng đẩy, đừng đẩy. Cái gì đó, cái gì vậy? Nhạc bắt đầu. Coi như là thi múa lụa cũng tạm tạm đi. Bây giờ chúng ta những gì mà sao té vậy, đứng mới đứng cho giận chứ. Lóng tay, lóng tay. Con này, ba người con này biết gì hết trơn tội á. Con này bị trừ điểm, con này sẽ bị trừ điểm. Thích khách
Thích khách, giết nó đi. Mày dám đi đông thai của hoàng thượng hả mày? Hả mày? Để em lên đi. Trời ơi, chết tôi bà ơi, chết tôi. Không lên, mỗi người quay một bên đi. Hai người đang làm cái gì đó? Đang làm cái gì vậy? Bà cũng không hiểu nữa. Bây giờ tới phần thi thứ hai. Người đang làm cái gì vậy? Để phần thi thứ hai. Đó là phần thi hát. À, nhưng mà đầu tiên thì Công Công ơi, hãy làm mẫu cho hai đứa đó coi đi. Công Công, tại sao ta cứ làm mẫu hoài vậy? Thì tại vì Công Công là người của ta, ta nói Công Công phải nghe lời, đừng có để ta miết hoàng thượng nghe. Ta biết bài tủ của Công Công. Bài gì? Uốn yêu. Hello, chào một ngày mới với bao giấc mơ. Giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa, đẹp tung tóe thanh niên hòa ca. Bài ba đó lên đắc lư theo thầy đám cưới em với người ta. Anh biết cho anh mà ra tình yêu ấy ngày xa càng xa. Buồn thay la la la. Bây giờ ai thi hát nè? Tới nàng hát. Trước khi biểu diễn một ca khúc mới ta mới phát hành trước khi vô cung, thì ta cũng xin hát một câu để nói lên tâm trạng của mình. Được. Duyên phận biết một. Công gì? Công tơ. Phận làm cung nữ chưa một lần vô cung. Lần nào vô cung ai mà đâm tao quá vậy? Công gì? Dạ cũng được thôi, đúng đó. Lấy rồi nó tông đi. Phận làm cung nữ chưa một lần vô cung. Lần đầu vô cung mà muốn đi luôn khỏi cung. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ngưng nhạc. Nó còn hơi. Nàng nói vậy là ý gì? Nàng nói vậy là ý gì? Hả? Này đó. Cung đình là có nơi bao nhiêu thiếu nữ muốn nhập cung mà không được, nàng nói vậy là sao? Thì có nghĩa là nó muốn đi ra khỏi cung. Dạ. Dạ cô nương, lên. Còn nữa không vậy? Còn nữa không vậy? Dạ cô nương. Dạ nhiêu đó đủ rồi đó. Được. Dạ. Ta thấy giọng nói của nàng hơi kỳ. Dạ. Nhưng khi cất tiếng hát lên như là chim hót lãnh lót. Dạ. Ta chấm nàng đậu vòng thi hát. Yeah. Cái gì? Nhưng ta chưa thể hiện ra bài hát chính đâu á. Cái gì? Muốn hát bài hát chính nữa hả? Không. Bài này là một bài hát mà rất là hay và thật là sexy. Được. Vũ đạo thật là hợp với bộ quần áo. Được, được. Hồi nãy nó đâm, bây giờ nó phóng vào đó. Bởi vì đứng xích qua đi. Xe ra. Đâu, nàng thấy không được. Mặc áo giáp vô. Chà xe đến nhà đi. Các bạn đang nghe nhạc trên website www.cungdinh.info nha. Tông gì? Có sẵn tông. À, có gì á? Anh em mà còn gì tông. Không phải nhạc à? Không phải nhạc, chưa chuẩn bị à? Vậy thôi cắt đoạn này đi ha. Bây giờ còn một phần thi cuối rất quan trọng. Dạ còn thi gì thì lẹ đi. Nhảy freestyle. Nhé. Trời ơi. Bỏ qua nó đi. Giờ vô phần thi chính.
Bây giờ là phần thi sức mạnh. Hai nàng sẽ phải thi vật tay với nhau. Và ai thắng người đó sẽ thắng cái phần thi này. Đơn giản vậy thôi. Ủa? Vào cung tuyển cung nữ mà phải thi vật tay hả? Đúng. Thôi kệ, chiều cho bà vô đi, bà sắp đẻ rồi. Bẹp tay lên. Nghe hiệu lệnh của ta. 1, 2, 3 thì bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Mẹ là đi chỗ các bạn chồng vào trong đó kia vậy? Tại sao? Mệt quá thả chết còn hơn. Vật làm chi cho mệt mỏi ra? Ta chết. Tại sao lại đối xử với người thắng cuộc như vậy? Dạ bẩm cung phi nương nương. Và dạ, thần thiếp đã được thắng cuộc cho nên là sẽ được tuyển vô cung chứ hả? Ai đúng chính xác, dạ. Một đứa thì tự động chết rồi. Dạ, thôi bây dạ. Giờ ta rất là vui vì là người đã thắng ở trong cuộc thi này. Và dạ, xin chúc mừng người đã trở thành người giặt đồ cho con ta trong cung. Cố sao cô? Thi cho cố vô muội à. Ta không có gì tặng cho muội nhiều. Có cái châm này. Lúc muội giặt đồ nhớ nghĩ đến tỷ nha. Này là quỷ hay người vậy? Chết rồi mà. Ủa chết rồi mà. Chính xác là ngươi là quỷ hay người? Thôi giặt đồ vui nha. Bye bye. Trời ơi.